Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phiên họp Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ tháng 11. Hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bệnh viện E Hà Nội khảo sát đề xuất chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ. Ghi nhận diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn sát đường xe năm 2023. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Trần Bảo Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu được nghe các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Theo đó, năm qua, huyện Phong Thổ đã triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. Các chỉ tiêu về kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, kịp thời khắc phục điều chỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt gần 8.400 ha, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 5%. Các chỉ tiêu về trồng chè mới, cây ăn quả, quế đều vượt kế hoạch. Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện tốt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 11,25 tiêu chí trên xã. Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp trong năm đạt gần 565 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn vượt khá. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm. Tỷ lệ học sinh đến lớp ở các cấp đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện hiệu quả. Các chế độ chính sách được hỗ trợ kịp thời. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm là 5,3%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi. Huyện đã khôi phục tổ chức nhiều lễ hội gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút lượng lớn khách du lịch đến với địa bàn tham quan và trải nghiệm. Trong năm, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Công tác tôn giáo ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Phong Thổ đã đề ra 10 nhóm chỉ tiêu chính, 43 chỉ tiêu thành phần cần thực hiện trong năm 2024 là giá trị sản xuất đạt trên 7.367 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng trên người trên năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 36.100 tấn. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân 5%. Tỷ lệ độ che phủ rừng 44,36%. Bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 14,25 tiêu chí trên xã. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 77,208 tỷ đồng. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,43%. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Bảo Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị các ban ngành, các xã thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án về sản xuất nông nghiệp, tăng cường mở rộng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh thâm canh, liên kết tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích người dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang tập trung, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, quản lý giám sát chặt chẽ dịch bệnh, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến quán triệt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.
tại Điểm Cầu, huyện Phong Thổ, dự có đồng chí Mai Thị Hồng Sim, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã triển khai nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nghị định số 59/2023 ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nghị định số 61/2023 ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư. Quy định số 346 ngày 16 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật gồm có 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nghị định số 59/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Nghị định quy định cụ thể trình tự nội dung có liên quan về tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để nhân dân bàn và quyết định, tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình để nhân dân bàn và quyết định, biểu quyết trực tuyến tại thôn, tổ dân phố để nhân dân bàn và quyết định, trình tự tổ chức hội nghị định kỳ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua hội nghị, giúp đại biểu có thêm các kiến thức, phương pháp thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó tiếp tục nghiên cứu vận dụng, triển khai thực hiện hiệu quả luật trong thời gian tới. Đồng thời, làm tốt việc tuyên truyền để đông đảo nhân dân nắm được thực hiện tốt luật, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác Bệnh viện E Hà Nội vừa có buổi khảo sát, đề xuất chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ theo đề án số 1816 và đề án khám chữa bệnh từ xa năm 2023. Các bác sĩ trong đoàn cũng đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân và thực hiện ca mổ chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Phong Thổ. Được tin, các bác sĩ của Bệnh viện E Hà Nội về địa phương công tác. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân huyện Phong Thổ có mặt tại Trung tâm Y tế huyện để chờ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe. Tại buổi khám bệnh, các y bác sĩ của Bệnh viện E Hà Nội đã triển khai khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 500 lượt người với các bệnh lý về xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau lưng. Bên cạnh đó, các bác sĩ trong đoàn còn tiến hành siêu âm tổng quát, siêu âm tuyến giáp, tim mạch cho các bệnh nhân đến khám. Được tin các bác sĩ ở dưới Bệnh viện E lên khám bệnh cho nhân dân ở huyện Phong Thổ này thì bà cũng đến đăng ký khám, thì bà khám bệnh tim mạch, thế và bệnh viêm khớp gối, bà có cái bao hoạt dịch ở dưới khớp gối. Nhìn chung là bác sĩ khám rất là cặn kẽ và chỉ dẫn cho bà rất là đến nơi đến chốn. Tôi rất là phấn khởi và cảm ơn các bác sĩ ở Bệnh viện E rất nhiều. Song song với việc khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân huyện Phong Thổ, các bác sĩ của Bệnh viện E Hà Nội còn thực hiện ca mổ chuyển giao kỹ thuật về tháo phương tiện kết hợp xương cẳng chân cho bệnh nhân Lý Thị Vân, 44 tuổi ở xã Malifor, có tiền sử mổ kết hợp xương cẳng chân cách đây 2 năm. Ca mổ diễn ra trong thời gian 1 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không nôn, không khó thở, da niêm mạc hồng, nhịp tim đều, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục thực hiện theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Phong Thổ thì cũng là một huyện nghèo, y tế cũng đang còn nhiều cái nhu cầu về phát triển kỹ thuật, nâng cao về chuyên môn. Thì khi có cái đề xuất của Sở Y tế cũng như là Trung tâm Y tế của Phong Thổ thì Bệnh viện E đã sẵn sàng và cũng tạo mọi các điều kiện tốt nhất để làm sao cho y tế Trung tâm Phong Thổ có thể đáp ứng được những cái
chẩn đoán, những cái điều trị cơ bản cho người dân, cũng như là tiếp tục phát triển những cái kỹ thuật chuyên sâu, những cái phương pháp điều trị mới so với cả Phong Thổ thôi. Đấy thì bên em cũng rất là sẵn sàng. Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ có 130 giường bệnh, 268 cán bộ. Hiện nay, trung tâm đã triển khai được một số kỹ thuật trong điều trị cho bệnh nhân như mổ kết hợp xương, mổ bóc u bã đậu, mổ ruột thừa, mổ lấy thai, bóc u xơ tử cung, buồng trứng, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh non tháng, đặt nội khí quản cấp cứu ngộ độc, cấp cứu ngừng tuần hoàn. Tuy nhiên, cơ cấu bác sĩ điều dưỡng của trung tâm hiện chưa cân bằng. Việc quy hoạch đào tạo theo nhu cầu của cá nhân bác sĩ chưa được thực hiện, dẫn tới thiếu các bác sĩ chuyên ngành như nội tiết, da liễu, phục hồi chức năng, xét nghiệm, chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Việc mua sắm bổ sung nhỏ lẻ các máy móc lớn như máy nội soi tiêu hóa, hệ thống mổ nội soi, xét nghiệm điện giải vẫn còn thiếu nên chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Với mong muốn đưa trở thành bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2 của Bệnh viện E Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã đề xuất với Bệnh viện E trong thời gian tới sẽ hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về các lĩnh vực mổ nội soi tiêu hóa, mổ nội soi sản, phụ khoa, mổ kết hợp xương các loại, siêu âm tim mạch, nội soi tiêu hóa và hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng quản lý về chất lượng bệnh viện, công tác điều dưỡng, chống nhiễm khuẩn, nghiên cứu khoa học. Được sự nhất trí của Sở Y tế Lai Châu, được sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã có buổi làm việc với Bệnh viện E Hà Nội về cái chương trình hợp tác kết nối chuyển giao kỹ thuật cho Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ. Thông qua cái buổi làm việc này thì Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ sẽ có những đợt cử các y bác sĩ theo các ca các kíp về Bệnh viện E Trung ương để đào tạo chuyển giao các kỹ thuật. Thông qua cái hoạt động đó thì cán bộ y tế sẽ có dịp được nâng cao tay nghề và bà con nhân dân sẽ được chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Hy vọng rằng sau buổi khảo sát đề xuất chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo chuyên môn và khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ sẽ trở thành bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2 của Bệnh viện E Hà Nội. Điều này giúp nâng cao năng lực về khám bệnh, chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận, nhằm giảm bớt các chi phí điều trị, giảm tải cho tuyến trên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, vai trò tham mưu của các ban ngành đoàn thể xã, khả năng đối phó hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống. Ngày 24 tháng 11, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Phong Thổ tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cho xã Nậm Xe năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trịnh Văn Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện. Nội dung diễn tập được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng xã Nậm Xe tổ chức hội nghị nhận định, đánh giá tình hình, điều chỉnh bổ sung kế hoạch ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm phòng cháy chữa cháy, khắc phục hậu quả cháy rừng cho các ban ngành đoàn thể xã và các thôn bản. Giai đoạn 2, tổ chức thực hành chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn với tình huống giả định. Khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023, gia đình anh Lò Văn Hòa tổ chức đốt thực bì làm nương ở sườn Tây Bắc, điểm cao 681, ngọn lửa bùng phát cao và lan rộng. Nhận được tin báo, Ban chỉ huy bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng xã huy động các lực lượng 4 tại chỗ, nhanh chóng tham gia dập lửa, bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân, đồng thời khẩn trương tìm kiếm, kịp thời sơ cấp cứu, chuyển người bị nạn đến nơi an toàn. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, vai trò tham mưu cho cơ quan ban ngành đoàn thể nâng cao trình độ tổ chức, khả năng hiệp đồng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, thông qua buổi diễn tập là kịp thời vận dụng tốt vào
công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Bằng các phương tiện thô sơ như cuốc, sẻng, dao phát, cành cây tươi, lực lượng tăng cường cùng bà con nhân dân đang tích cực dập lửa, ngăn chặn không để lửa cháy lây lan phát triển ra diện rộng và các khu rừng xung quanh. Nhờ có sự hiệp đồng tác chiến kỹ lưỡng, sau một thời gian, các lực lượng tham gia chữa cháy đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để lửa cháy lây lan rộng. Nhận thức được những cái hậu quả của việc cháy rừng nó rất nghiêm trọng, và bản thân tôi cũng sẽ qua cái buổi huấn luyện này, tôi sẽ về tuyên truyền cho bà con, anh em cùng nhau phòng cháy chữa cháy rừng tốt hơn và cao hơn. Kết thúc diễn tập, ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn huyện xã Nam Xe đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về tổ chức phối hợp cũng như đề ra các phương án bảo vệ phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tiếp theo. Đánh giá cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Kết quả chấm điểm đạt 91 điểm, xếp loại xuất sắc. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.